Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng hướng về sân khấu để cùng theo dõi giao cờ hội cờ đầu tiên trong hội bài tròi phục vụ toàn thể bà con của chúng ta đến với lễ hội Bục Đồng trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin mời quý vị chúng ta cùng kiểm tra lại thẻ cờ của mình để cùng theo dõi giao cờ quý vị nhé. Và xin được kính chúc toàn thể quý vị chúng ta sẽ có một hội cờ đầu tiên thật vui tươi và đầy may mắn. Và sẽ được mời tất cả các anh chị em nghệ nhân của câu lạc bộ bài tròi Xuân Yên. Bây giờ đây chúng ta cùng tập trung về sân khấu để cùng triển khai phục vụ đến toàn thể quý vị ở hội cờ đầu tiên đây. Và sẽ được phép mời quý vị, bà con và các bạn chúng ta sẽ cùng đồng hành với nghệ nhân ưu tú Thanh Châu. Và nhiệt liệt trong hội cờ đầu tiên này, và sẽ được kính chúc một lần nữa toàn thể quý vị chúng ta hội cờ đầy vui tươi và may mắn. Hội cờ sẽ được phép bắt đầu. Trống kia đã đổ, hiểu giữ bài tiền cho cẩn thận đó nghe. Chỉ sống yên xin mở lời chào. Yeah.
xưa quý vị ơi. Chúc mừng bà con chúng ta hãy có con xưa. Bài xưa nó ra rồi, bài xưa nó ra rồi, tôi đây xin mô tiếp là hô tiếp con bài. Còn nó ra đây, chim con kêu tiếng rằng sai, người con nói biết hiểu nhạc dễ nghe. Anh đố em nha. Dạ đố sao ạ? Nhờ ai ta đổ tông đố nghe, nhờ ai ta lên xuống ngựa xe. Chẳng hay cha đâu con, chẳng hay cha đâu con.
Thưa quý vị, trên tay của quý vị chúng ta có con cờ, tử, đấu và con ngũ. Đó là cụm ba từ trong cái thẻ cờ mà chúng ta đã kinh trong hồi cờ đầu tiên này. Xin được chúc mừng những vị chủ nhân, các anh, các chị, các chú chúng ta, những người rất là may mắn trong hồi cờ này, đúng không ạ? Tử, đấu và ngũ. Dạ vâng, và một lần nữa xin được mời toàn thể quý vị và con chúng ta cùng kiểm tra lại thẻ cờ của mình. Quý vị nào sở hữu trên tay của mình tấm thẻ cờ mang ba quân cờ tử, đấu, ngũ là tấm thẻ cờ kinh trong buổi cờ đầu tiên này, xin được chúc mừng những vị chủ nhân may mắn của chúng ta đã may mắn rồi. Mời cờ đầu tiên, xin được mời quý vị cùng tiến lên sân khấu để nhận một phần quà rất là ý nghĩa của câu lạc bộ trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Rồi, cảm ơn con. Rồi, chúng ta chuẩn bị quà để trao cho hai vị khách rất là may mắn trong hồi cờ đầu tiên này, tử, đấu và ngũ. Và Thanh Châu cũng như tất cả anh em trong nghệ sĩ trong câu lạc bộ bài tròi Sông Yên của huyện Hòa Vang rất cảm ơn cái tình cảm của tất cả quý bà con chúng ta đã về đây trong ngày hội một đồng của làng Phong Lễ chúng ta năm 2024. Và chúng ta hãy cùng nhau vui chơi hồi bài tròi để thử được cái vận may của mình như thế nào trong những hồi cờ sắp đến, quý vị nhé. Vẫn biết rằng trong đâu đó, trong mỗi tất cả cô chú, anh chị chúng ta cũng có những người cũng chưa may mắn. Cũng kính mong rằng tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đồng hành với chúng tôi đến những giây phút sau cùng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì chúng tôi vẫn tiếp tục đi đến tận nơi để thân mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng ủng hộ. Và bây giờ là thẻ cờ mang màu hồng. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Tấm vé cuối cùng. Oh,